vốn chịu nhiều thiên tai bão lũ, thế nhưng năm nay dường như thiên tai dồn dập và khốc liệt hơn cả. Những cơn bão liên tiếp ập xuống dải đất miền Trung, kéo theo bao tang thương. Hoang tàn trong biển nước, mất nhà cửa, tài sản, con người cứ lan rộng dần ở nhiều nơi. Từ Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, rồi tới Quảng Bình, Hà Tĩnh. Người dân miền Trung vốn có nhiều kinh nghiệm trước thiên tai, nhưng năm nay, gồng mình chống chọi với những cơn lũ dữ, bà con vẫn phải chịu đựng nhiều thiệt hại nặng nề. 4 ngày này thì bà con chủ yếu là ăn lương khô và một số lương khô, còn đợt lũ thì đã lụt hết rồi. Lụt ngập lụt nhà là vô ăn bùng rồi, không có gì ăn hết rồi. Lụt đợt này tối hết, nên bỏ thuyền ghé để mà chuyển đi. Trong nhà thì một đứa con trai mới sinh, nên ta tối đâu nhiều lắm. Có khi đó thì trên chính quyền này giúp đỡ cho nhà gần thôi. Giờ chứ cũng khó khăn, thì nhiều mà bếp tạo bánh gạo mà nấu gà đó thì đưa không được. Đau thương càng thêm chất chồng khi số người mất tích, hy sinh vì bão lũ ngày một tăng. Đó là nỗi xót xa mang tên Rào Trăng Ba, Thừa Thiên Huế, khi 13 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh, nhiều công nhân chết và mất tích vì lũ, sạt lở. Sự mất mát chưa kịp nguôi ngoai thì thông tin về 22 cán bộ chiến sĩ bị vùi lấp vì sạt lở ở Quảng Trị lại bồi thêm nỗi đau quá lớn. Thế nhưng, đồng bào miền Trung không đơn độc chống chọi với thiên tai. Truyền thống lá lành, đùm lá rách, tương thân tương ái của dân tộc ta mỗi khi đồng bào gặp hoạn nạn lại được thổi bùng lên và lan tỏa mạnh mẽ. Những ngày qua, triệu triệu tấm lòng hướng về miền Trung thân yêu. Để hỗ trợ 6 tỉnh Trung Trung Bộ khắc phục thiên tai, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý xuất cho mỗi tỉnh 1.000 tấn gạo, hỗ trợ lương khô, chuẩn bị cơ số thuốc dự phòng. Ngành y tế cử cán bộ hướng dẫn người dân bảo đảm vệ sinh an toàn sau lũ. Thủ tướng cũng đồng ý với đề xuất cấp phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt là phương tiện nhỏ cấp thiết để cứu dân mắc kẹt ở vùng chia cắt, sử dụng an toàn, hiệu quả cho lâu dài. Đồng thời, Thủ tướng đồng ý hỗ trợ 5 tỉnh gồm Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 100 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai. Hướng về miền Trung, chính quyền và nhân dân khắp mọi miền đã và đang có nhiều hành động thiết thực. Ở nhiều cuộc họp, đại hội, lễ kỷ niệm, giải thi đấu thể thao, thậm chí là chào cờ đầu tuần, ban tổ chức đã phát động ủng hộ miền Trung để có thêm nguồn lực chia sẻ, giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Nơi thì cán bộ, công nhân viên chức ủng hộ mỗi người một ngày lương, có địa phương thì cộng đồng doanh nghiệp huy động được tới 90 tỷ đồng. Mỗi ngày, những con số yêu thương ấy lại tăng lên, góp nguồn lực đáng kể, hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai bão lũ sớm vượt qua cảnh màn trời chiếu đất, sớm ổn định cuộc sống. Tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách còn lan tỏa đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Dù đang bị thiệt hại nặng nề do đại dịch Covid-19, cộng đồng người Việt tại Nga vẫn hưởng ứng nhiệt tình việc quyên góp hướng về đồng bào miền Trung. Anh em mình sang đây thì năm nay cũng khó khăn vì cái đại dịch, nhưng mà dù sao cái chăn nữa vẫn còn kiếm ăn còn hơn đồng bào miền Trung, họ vất vả quá. Là mình thôi thì với cái tinh thần thương thân tương ái là mình có một chút để giúp đỡ cộng đồng. Phải 3 tháng nữa chúng ta mới đón Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên những ngày này tại nhiều vùng quê đã nổi lửa nấu bánh chưng xanh, bánh tét. Nhưng không phải để đón Tết cổ truyền của dân tộc mà đang hướng về miền Trung ruột thịt. Ngoài bánh chưng ra, họ còn tập trung chuẩn bị thêm nhiều nhu yếu phẩm hữu ích với hy vọng người dân có thể sớm vượt qua những khó khăn khi cơn lũ dữ vừa hoành hành. Tạm gác lại những công việc bộn bề của chùa, ni sư Thích Tịnh Quán, trụ trì chùa Đình Quán đã cùng bà con Phật tử gói những tấm bánh chưng gửi vào miền Trung. Sau một tuần huy động, cho tới nay, chùa Đình Quán đã gói được hơn 7.000 chiếc bánh. Những tấm bánh không chỉ được gói bằng gạo đỗ, mà chan chứa trong đó là tình yêu thương gửi đến bà con. Bọc cái bánh chưng lại thì mình đang cảm tưởng là mình đang gói tất cả cái tình thương của mình gửi trong đó, muốn chia sẻ với họ một cái tình thương của những người đồng bào mà mình gửi vào. Cho nên là từ hôm ấy cho đến hôm nay là
Có cái bếp này không có lúc nào vắng người và không có lúc nào là tắt lửa khi mà mình đun bánh. Bánh gói đến đâu sẽ được luộc tới đó để sáng ngày hôm sau có thể theo chân những đoàn từ thiện đi vào vùng lũ tiếp tế cho bà con. Cả ngày cả đêm gói, từ sáng 7 giờ sáng đến 9 giờ đêm lại luộc bánh cả đêm, 24/24 thay nhau người, người thì làm sáng, người thì làm đêm, cho nên mọi người là góp công góp của nhiều lắm mới được ra những cái bánh như này để mang đi. Suốt 4 ngày nay, các hội viên thuộc các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình thức dậy từ 4 giờ sáng để nấu các suất cơm ấm nóng, gói từng cặp bánh chưng, trực tiếp gửi trao đến bà con nhân dân nơi rốn lũ quê hương. Trong quá trình lũ lụt thì là Hội Phụ nữ cũng đã rất là khẩn cấp là hỗ trợ nấu các cái suất cơm để hỗ trợ giúp cho các cái vùng bị thấp trũng, các cái gia đình mà chưa có thể là có bếp để nấu cơm. Còn sau lũ thì các đơn Hội Phụ nữ cũng đã chỉ đạo các cơ sở hội là tập trung khắc phục các cái hậu quả. Cuộc ba có nó thương quá, thấy ai kêu của ai cấp thiết hết nên chỉ nhóm chia ra một ngày là 1.000 đến 1.000 rồi rửa suất là bọn tôi chia ra là Lê Thủy, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Bố Trạch. Ngoài góp của còn góp công, ngoài gửi gắm vật chất còn là trao gửi yêu thương. Với tình cảm ấy, ngay khi nước rút, quốc lộ 1A, địa phận Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh được khơi thông cũng là lúc những chuyến xe nối đuôi nhau chở hàng cứu trợ cho người dân vùng lũ. Và trước mắt thì nhóm chúng tôi cũng kết nối được các nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân để mà mua những cái nhu yếu phẩm như là bánh, như là sữa và lương khô để cùng chia sẻ với bà con, cũng như là động viên bà con vượt qua những khó khăn trước mắt này để cùng chung tay với các cơ quan chức năng ban ngành để sớm khắc phục những cái hậu quả do thiên tai gây ra. Thì Mặt trận Tổ quốc huyện cũng như là bà con nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã được đón tiếp trên 22 đoàn của các cái nhà hảo tâm, của các doanh nghiệp cũng như con em quê hương đã về hỗ trợ trên địa bàn. Và riêng cái lương thực thực phẩm rồi mì tôm, nước uống thì riêng mì tôm thì đến nay đã có khoảng trên 7.000 thùng mì tôm đã cấp phát cho tất cả các điểm, và lãnh đạo huyện đã huy động các cái xe tải bán tải lớn để đưa đến các cái điểm cao của các xã, các cái điểm tiếp nhận các xã, và từ đó thì giao cho các cái thuyền máy, thuyền cano để đưa đến trực tiếp cho người dân. Đã 3 ngày nay, các thành viên trong đội cứu hộ của câu lạc bộ mô tô nước Nghệ An làm công việc vận chuyển hàng cứu trợ từ quốc lộ 1A vào các thôn làng bị ngập nước. Bình thường, những chiếc mô tô nước thế này là phương tiện phục vụ thú chơi thể thao. Còn bây giờ, nó là phương tiện đắc lực để các anh mang đồ tiếp tế đến với bà con vùng lũ. Tất cả mọi cái bọn em đi ở đây là tất cả đều là cái chi phí của các thành viên bỏ ra hết. Và với một cái mong muốn là mình cứu giúp được cái nào thì cứu giúp, chứ còn không tính toán được cái việc là người ta phải như thế này hay là như thế nào. Và còn hàng nghìn, hàng vạn câu chuyện thiện nguyện như trên đang diễn ra trên cả nước. Kết quả của việc cả nước chung tay đồng lòng san sẻ với miền Trung thân yêu là rất nhiều bà con từ những vùng rốn lũ đến vùng sâu vùng xa bị chia cắt bởi mưa lũ, sạt lở đã được hỗ trợ. Bất kể ngày hay đêm tối, họ đã được giúp đỡ, trao tận tay những nhu yếu phẩm cần thiết để chống chọi với thiên tai, vượt qua hoạn nạn. Và hơn tất cả, giá trị vật chất là tấm lòng, sự yêu thương. Ngày qua có một đoàn xã hỗ trợ 5 cân gạo về 5 làng cá khô. Ngày nay cũng có nhà hậu tâm lên cứu trợ lụt lụt tại bán cái gà. Người dân nhận được những suất cơm này là ấm lòng lắm. Đáp ứng được một số thiết yếu cho bà con. Nhưng mà sợ dân thì không đủ, nhưng mà được chừng nào thì bà con chúng tôi sẽ ghi nhận tấm lòng cảm ơn các hiệp hội chừng đó. Tôi thấy rất là cảm động ạ. Vì là cái lúc này là lúc khó khăn nhất, những người dân rất là bí tắc nhưng mà lại có sự quan tâm hỗ trợ mọi miền trên tổ quốc, cho nên là cảm thấy vẫn ấm lòng. Từ cái chai nước suối cho đến là bánh lưng khô hay là một gói mì tôm thì ngay lúc này là rất là cần thiết. Mưa đã giảm, nước đang rút dần. Thế nhưng việc khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung còn vô cùng nặng nề. Những con số thiệt hại về người và tài sản chưa thống kê hết được.
với nhiều gia đình, mưa lũ đã cuốn trôi, nhấn chìm mọi tài sản và sinh kế của họ. Vì thế, các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân hãy tiếp tục bằng những hành động thiết thực, cụ thể để hỗ trợ, sẻ chia, giúp đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại trong trận mưa lũ vừa qua, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Khi đồng bào gặp khó khăn hoạn nạn, nghĩa tình đồng bào, tinh thần tương thân tương ái càng được phát huy, lan tỏa và tạo nên một thông điệp mạnh mẽ về sự yêu thương, đùm bọc của người dân Việt Nam.